Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, thưa quý vị Phật tử xa gần, cũng như kính thưa quý nam nữ Phật tử đang trên online. Đây là buổi đầu tiên, cũng giống như vừa rồi thượng tọa giám viện đã giới thiệu về lần đầu tiên mà Nguyên Định đã đến đây để mà phụ trách cái môn sơ trung đẳng về kinh Bát Đà Nhân Giác. Thì lời đầu tiên tri ân đến thượng tọa, tri ân đến quý nam đệ Phật tử thính giả đến nghe và học để cái môn này. Thì cái môn này thì cũng đã nghe thượng tọa giám viện báo là Hòa thượng Minh Quang cũng đã dạy qua về cái phần giới thiệu của kinh. Thì hôm nay thì Nguyên Định cũng sẽ tiếp tục, nhưng mà Nguyên Định nghĩ như thế này, bị Cộng tử có nói đó, mình học mà mình đọc đi đọc lại thì nó sẽ phát hiện ra nhiều điều mới. Cho nên thì cũng giới thiệu sơ và cũng nói sơ thêm về vấn đề của cái kinh này. Thì trước mắt đó là mời quý vị dở trong cái bài phần cuối đó, chúng ta đọc qua một cái phần bài thơ để chúng ta có một cái khái niệm và có một nhớ để mà chúng ta bắt đầu bước vào bài. Vì cái đặc biệt của cái kinh này đó, tuy là nó ngắn gọn nhưng nó ảnh hưởng rất lớn trong cái đời sống của chúng ta tu học. Cho nên rồi quý vị mời, xin mời quý vị đã đọc qua cái phần bài thơ của trang cuối, của trang 54. Tức là đọc từ cái bài 10, Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác. Quý vị đã chuẩn bị xong chưa ạ? Phật Thuyết Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Để quý vị đọc theo ha, đọc lớn cho nó hùng hồn lên. Phật Thuyết Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Người con Phật phát tâm học đạo, luôn ngày đêm y giáo phụng hành, đại nhân giác ngộ đành rành, tám điều ghi nhớ chí thành niệm tu, điều thứ nhất tâm luôn giác biết,
Cõi thế gian quá thiệt vô thường, đổi dời sanh tử tan thương. Cõi nước tuy lớn cũng dường mỏng manh, thân tứ đại sanh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải già không. Hòa hợp năm ẩm lửa họ vòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết thế gian hư hiển, diệt lại sanh biến chuyển vô thường. Chúng sanh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là nguồn cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo tác tội khiên. Xuống lên sanh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu. Đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp khỏi từ tử sanh. Điều thứ hai phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu. Nhọc nhằn sanh tử bấy lâu, điều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ý muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên. Sống đời giải thoát an hòa thanh cao. Tự nhiên sẽ biết hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Điều thứ ba biết tâm vong rủi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm. Không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Bậc Bồ Tát vô cầu biết đủ, vui phận nghèo quy củ tu hành. Trao dồi tuệ nghiệp lợi sanh, vốn vung ngươm trí tuệ cắt mành vũ minh. Điều thứ tư giải luôn nghi nhớ, lười biếng làm lễ dở đạo tâm, quen theo thối tục lạc lầm, đam mê xoa xa đọa trong hầm khổ đau. Nên thường phải dồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên. Khỏi ngục âm giới về miền chân như. Điều thứ năm nằm lòng giác biết,
Vì ngu si mê kiếp tử sanh, Bồ Tát phát nguyện tu hành, nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai, đặng tăng trưởng gia tài trí tuệ, hòa tụ thành xuất thế biện tài, giảng kinh giáo hóa muôn loài, cho niềm vui lớn ai ai niết bàn. Điều thứ sáu phải nên giác ngộ, nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền, thường gây lắm việc oan khiên, ngang nhiên kết buộc ác duyên với người, bậc Bồ Tát độ đời bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ oan thân, càng thương những kẻ ác nhân, khoan dung hỷ xả những phần lỗi xưa. Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết, ngũ dục là muôn kiếp họa tai, tăng tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm trần ai thối đời, thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia, chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát an hòa thánh cao, lập nguyện lớn cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh, dù bao chướng ngại tu hành, vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi. Điều thứ tám nhớ ghi giác biết, lửa tử sanh muôn kiếp đốt thiêu, chúng sanh khổ não đủ điều, xưa nay không biết bao nhiêu đọa đầy, phát tâm lớn chịu thay đau khổ, hạnh đại thừa rộng độ vần sanh, khiến cho tất cả hữu tình đồng lên bờ giác thanh bình an vui. Phật Bồ Tát tám điều giác ngộ, từng nghĩ theo tự độ độ tha, ta noi gương đấng Phật Đà, phát tâm tinh tấn đạo xa thực hành, vung gươm tuệ cắt mành lực si ám, rải mưa bi dập tắt lửa phiền, pháp thân nương lấy con thuyền, niết bàn giải thoát bình yên bên bờ, thấy đau khổ lòng từ không nở, thừa nguyện xưa thuyền trở bến mơ, lại dùng tám việc đờ huề, dạy cho sanh chúng quay về bờ kia, biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sanh là ngục khổ đau, tu tâm quyết sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn.
Đệ tử Phật tụng trì tám việc. Niệm niệm luôn tội diệt phước sanh. Bồ đề chánh giác sớm thành. An vui thường trú tử sanh không còn. Thì xin thưa quý vị rằng đây là lớp sơ trung đẳng, cho nên thì cũng đọc cũng giống như là học sinh lớp 1 mới vào lớp vậy đó, bắt nó học ABC là đọc sách. Nhưng mà cái đọc này theo định nghĩ, mỗi câu mỗi chữ quý vị khi đọc, quý vị cảm tưởng về cái ý nghĩa của nó, thì lúc đó nó lại hơn cái lớp bộ giáo bên ngoài, lớp ABC, lớp sơ đẳng bên ngoài họ học tiếng bên ngoài ha. Cái này lại cái nó rất ý của nó rất là thâm sâu mà rất là hữu ích cho cái lúc mình đọc, trong cái giây phút mình đọc đó, những cái lời, những cái ý trong này rất là sâu, để mình nhớ được lúc nào thì hay chúng đó, cho nên mình định bắt đọc. Đúng ra là nó có cái bản tiếng Hán, nhưng mà mình đọc bản tiếng Hán thì nó lâu, mình người Việt thôi đọc tiếng Việt, mà đặc biệt đây là nó vần thơ cho nó dễ dịch sang vần thơ, nó cũng dễ hiểu và nó rõ ràng. Thì hôm nay là ngày đầu tiên, thực ra thì Hương Định cũng có cái ý là không muốn nói nhiều, nhưng mà cũng muốn giới thiệu sơ trở lại về cái đề kinh, cái khái quát của cái kinh Bát Đại Nhân Giác này. Đó là một bộ thánh điển mà ứng dụng nhập thế của các vị Bồ Tát cũng như chư Phật và Đại Nhân. Cái từ Đại Nhân ở đây thì trong sách tài liệu quý vị có thể là tự đọc và tham khảo ha. Thì chúng ta ở đây chỉ nói nó mang cái tính là ý nghĩa thôi, chứ còn mà nếu mà đi giờ đi đọc lại được từng chữ từng đó thì nó hơi lâu rồi, cho nên thì nhận định là chỉ nói tóm tắt. Thì cái kinh Bát Đại Nhân Giác này, cái nhân duyên mà Đức Phật đã nói để giảng kinh này, đó là do Ngài A Na Luật mà đệ nhất về cái đề thiên nhãn, Ngài đã thưa trình để Đức Phật nói ra cái bộ kinh này. Thì cũng sẵn đây nói về Ngài A Na Luật, nói vui trong cái ngoài đời anh tí. Tức là tôi cái lúc mà Nguyên Định ở bên chùa bên Việt Nam đó, có thờ 18 vị La Hán, trong đó có Ngài A Na Luật. Mà Ngài A Na Luật này thì mà 18 vị đó đó là cứ mỗi ngày Tết đó, Phật tử họ đến về cầu an, rồi họ treo cái tên lên trước mỗi vị. Tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên gì đó. Nhưng mà ngày này rất là ít vị biết tới, cho nên rồi không có treo. Tôi thì tôi vị nào mà đem cái tên nhiều đó, tôi trải hết tất cả 18 vị luôn. Thì tôi mới giải thích cho vị này là đặc biệt đó là ngày khi ngài ngộ đạo được đó, thì ngài phát tâm là không ngủ, ngài ngủ ngồi, rồi đến nỗi mà rồi ngài không ngủ ngài tu, cho đến nỗi mà cái mắt bị mù. Cái mắt nó mù thì nhưng mà ngài vẫn có được cái thần thông là chứng ngộ được đó, thì nên ngài thấy bằng cái thiên nhãn thông, thì là mắt ngài mù, cái tượng có thờ đó mà cái mắt không có, nhưng mà ngài vẫn thấy bằng cái dùng cái thần thông ngài tu chứng đó. Cho nên thì tôi mỗi năm tôi phải giải thích cái vị này, trong đó có giải thích luôn mấy vị 18 La Hán rất là vui. Và tôi là người quản lý về tánh điện trên chùa đó, cho nên là tôi giải thích rất là mệt trong 18 vị này, vui lắm. Cái kỷ niệm của tôi ở Viên Giác trong 10 năm, 20 năm chứ, 10 năm đi du học, 10 năm ở đó. Thì cái việc làm của tôi là làm chánh điện mà tôi giải thích nên về mấy vị La Hán này, trong đây có khi đề cập đến Ngài A Na Luật, tôi có kể sơ về quý vị biết cái vấn đề cái công hạnh của Ngài. Thì cái kinh này thì do Ngài A Na Luật, Ngài bạch Đức Thế Tôn để nói về cái kinh này. Thì
cái pháp mà trong cái kinh này thì ngài A Na Lực nói với Đức Phật rồi dùng điều ông mà điều hỏi về vấn đề cái hạnh của đại nhân, tức là hạnh bộ cái trong cái kinh đại nhân, cái chữ từ đại nhân trong Bồ Tát này đó, thì Đức Phật sẽ đã vì ngài mà nói về cái kinh này, thì cái giá trị và cái nội dung của kinh này đó nó rất là trân quý, nó là kiến lập trên cái sự sanh, cái nhân sanh của Phật giáo tu học và vấn đề tại gia cũng như xuất gia. Mà Phật giáo tuy là xuất gia tại gia xong là tín đồ là khi lúc rất là đông, nhưng mà Phật giáo lại chia làm nhập thế và xuất thế, nhưng cái tinh thần vẫn chú trọng vào cái nhập thế. Mà Phật giáo lại có một cái hiện thực về cái vấn đề thọ sanh của đời sau, nhưng cái trọng điểm vẫn là cái nhân sinh trong hiện thực. Thì cái vấn đề mà tu học thì cũng giống như Đại sư Thái Hư cũng nói, chỉ mong cầu đến cái quả Phật xong thành tựu được hay không, đó là nơi nhân, cái nhân cách và cái nhân cách thành tựu thì Phật đạo mới thành tựu. Do đó cái kinh Bát Đại Nhân Giác này nó là một quyển sách rất là quý và áp dụng trong cái nhân sanh nhập thế. Kinh văn tuy là ngắn nhưng có vài trăm chữ, nhưng cái trọng yếu của nó là tám điều giác ngộ như tiếng chuông vang trong giữa đêm trường. Cho nên đây là một cái thánh điển để giúp cho chúng sanh nhận rõ được cái đường mê và quay về với cái nẻo giác, giúp cho người Phật tử tại gia cải thiện được cái thăng hoa, cái cuộc sống của cho tốt đẹp hơn. Thì cái Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vốn là một vương tử, ngài đã sanh ra ở Ca Tỳ La và về và nước Ấn Độ, vì muốn liễu thoát sanh tử nên ngài đã cứu độ chúng sanh, nên ngài đã quyết tâm lìa bỏ được ngôi vua để xuất gia học đạo. Ngài đã thành tựu được cái chánh ngôi chánh giác dưới cội Bồ Đề. Sau 49 năm ngài được thuyết pháp độ sanh thì ngài nhập Niết Bàn ở câu Hy La giữa hai cây Ta La. Tất cả những cái tựa đề kinh đều là có cái hai chữ là Phật thuyết, có nghĩa là tất cả kinh điển đều do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói ra, nhưng kinh này đặc biệt là cũng không ngoài lệ cái Đức Phật nói. Nên khi giảng về đề kinh này thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa là chữ đại nhân, vì đại nhân ở đây không có đồng nghĩa với cái đại nhân ở như thế gian chúng ta nói là cái đại nhân và tiểu nhân, hay là song là nó cũng không phải chỉ là cái người làm quan lớn hay là kinh doanh vân vân. Vì cái kinh này nó không phải chỉ cách cho người ta thăng quan hay là phát tài. Thực ra đại nhân ở đây nó chỉ cho là cái việc liễu sanh thoát tử và rộng độ chúng sanh. Cũng chính vì thế mà Bồ Tát nói lược của Bồ Đề Tát Đỏa dịch là giác hữu tình, tức là người lo cái việc giác ngộ cho mình và cho người. Trên là cầu thành Phật, dưới độ hóa, dưới giáo hóa độ chúng sanh. Thực ra thì Bồ Tát không phải là tranh ảnh, cũng không phải là những cái pho tượng mà để làm bằng đồng hay xi măng, thạch cao vân vân. Bồ Tát đây có nghĩa là tượng trưng cho một cái đức tính sống động trong cái nhân sinh. Ai có nhiệt tình bi nguyện vô lượng thì có thể làm lợi ích cho mình và cho người, mới gọi là Bồ Tát chân chính. Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh thì sẽ thêm được một vị Bồ Tát. Bồ Tát vốn chia ra làm nhiều bậc, thập tính, thập thành, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa. Kinh này có tám phương pháp để tu hành.
là thành Phật, mà bậc đại nhân mà gánh vác sự nghiệp lớn liễu sanh thoát tử hóa độ cho chúng sanh cần phải giác ngộ nên gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Của cái bậc đại nhân nói đến cái sự giác ngộ của Bồ Tát là muốn đề cập đến cái vấn đề tâm yếu trong Phật giáo. Đức Phật vì mọi một cái nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời, đó là khiến cho chúng sanh thở nhập khi kiến Phật, chỉ dẫn cho chúng sanh bước đi trên con đường giác ngộ. Theo cái theo tự điển của Phật học Huệ Quang thì cái chữ từ giác ngộ đó là cái tính liễu ngộ chân lý, khai mở được chân lý. Theo kinh Lăng Già A Bạc Đà La Bảo quyển 2 thì giác ngộ chính là không, vô sanh vô dị. Theo kinh Hoa Nghiêm thì quyển 7 quyển 60, người giác ngộ khi sắp mạng chung thì niệm Phật tam muội sẽ ắt sẽ thấy Phật, sau khi mạng chung sẽ sanh về nước của Phật. Thì theo Đại Thừa Cởi Tín Luận thì cái nghĩa ký thì trong cái trang 258 thì có ghi rằng trụ tướng thô niệm mà được giác ngộ cũng như trong cái mộng mà thấy ác tướng. Thì cái giác ngộ đó nó chưa viên mãn, nhưng mà như thế thì có thể biết rằng giác ngộ có tự lực giác ngộ và tha lực giác ngộ. Mà giác ngộ và tùy theo trình độ tu chứng của mỗi vị giác ngộ có khác. Tập hợp trong tám ý nghĩa giúp cho chúng sanh giác ngộ lại gọi là kinh, mà kinh là nghĩa là con đường thẳng. Kinh này là do Đức Phật nói là chỗ tu học của chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, cho nên tên của Phật thuyết kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân Sám Bôn An Thế Cao này là của nước An Tức đời Hậu Hán, dịch là tất cả kinh điển Phật nói trong vốn được ghi chép bằng cái phạm văn Ấn Độ nên cần phải dịch sang Hán ngữ. Ngài An Thế Cao chính là dịch giả của kinh này. Pháp sư An Thế Cao còn gọi đó là An Thanh, vốn là một vương tử nước An Tức, người đã xem phú quý vinh hoa chỉ là vô thường, giả tạm. Đời ngài sự tích và thần rất là thần dị, mà rất là thế gian không sao mà lường chỗ nào thừa lường được. Pháp sư An Thế Cao được tán thán là một vị đứng đầu, trong qua đó có thể thấy được địa vị của ngài trong cái giới dịch thuật cao cả của nước của lúc bây giờ. Là đệ tử Phật ngày đêm nên thường chí tâm tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì Pháp sư Đạo An ở đời Đông Tấn đã chia ra làm bộ kinh này làm ba phần: phần sự, phần chánh tông và phần lưu thông. Lấy thân thể của con người để tỉ dụ, phần tự như cầu, phần chánh tông như thân và phần lưu thông như chân. Pháp sư Đạo An và phân tán như thế, mọi người đều khen là cái phân phán cao minh trầm thiên hạ. Trầm ở thiên hạ học giả xưa nay đã thấy đều là tuân hành kinh này, tuy không phải là Đức Phật nói trong một pháp hội, nhưng cũng có thể phân tự phần chánh tông phần lưu thông của cách hoàn chỉnh. Nhưng kinh điển khác là đệ tử Phật sớm là tối nên công hóa tu tập nhất định. Trong các tự viện phần lớn lấy kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Đà làm có thời khóa tụng sám, nhưng thực ra theo cái phần tự của kinh này muốn mà thực hành được cái Phật giáo nhân sinh thì muốn cải biến được khí chất của thân tâm của một con người thì phải lấy đức kinh Bát Đại Nhân Giác này làm cái thời khóa tụng niệm sớm tối. Điều này là thật là vô cùng quý báu. Đệ tử của Phật phải đem được cái tâm chí thành, chí thiết, không giả dối tạp loạn trong bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng kể gì sớm hay tối, đều phải luôn luôn ghi nhớ nên cái mật niệm, quán niệm và điều
là Bồ Tát nên giác ngộ. Kinh này chúng tôi nay dựa theo cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Quang đem cái bản kinh này điều 8 điều giác ngộ này trong kinh Bát Đại Nhân Giác trình bày sâu, thì mong rằng mọi quý học viên đã cùng chí tâm để tỏ trì. Thì nói đến cái giác ngộ thì nó như thế này, theo trong đời sống cũng như trong chúng ta trong hàng ngày cũng như trong các Phật pháp, tôi nghĩ là mọi quý vị ai cũng có thể là ngộ qua, nhưng mà không biết cái ngộ đó là ngộ gì, đúng không? Thì cái gì mà thấy lạ là nó ngộ, phải không? Cái vấn đề mà cái chữ ngộ này đó thì rất là nhiều, nhưng mà quý vị biết tôi nhận định có nhiều Phật tử hỏi tôi chứ những vị La Hán mà những cái thế đó, thế Dia Tây hoặc là Quan hay là cái gì đó rất là nhiều cái thế, tại sao là có những cái thế như vậy? Thì xin thưa quý vị rằng cái đó là cái ngộ. Tại vì với một vị tâm hạnh của một vị xuất gia tu, mỗi người có mỗi cái tâm hạnh, cái tâm nguyện. Ví dụ tôi thì có một cái tâm nguyện của tôi là như thế này, tức là tôi đặt một cái câu hỏi, Phật Pháp sẽ đi về đâu? Mình luôn đặt câu hỏi đó để mình làm gì? Để mình giải quyết tất cả những cái việc khác để mình ngộ ra, để mình giải quyết không? Cho nên rồi nói thì mới nói lại về vấn đề cái ngài mấy cái vị La Hán cũng vậy đó, khi các ngài đã có một cái đề tài để đặt vào trong đó để hỏi, ví dụ hỏi cái sanh tử là gì, luôn luôn đặt trong đó, rồi khi một khi nào đó ngài tu trì mỗi ngày để tu tập sửa đổi tâm tánh gì đó, rồi một lúc đó sẽ ngộ. Thì cái lúc ngộ đó thì cái thế ví dụ như ngài Hương Nghiêm, ngài quăng cái cục đá vô nó đụng cái cây tre, cái bụi tre nó kêu cái cốc, thì ngài ngộ. Thì cái ngộ đó cũng là cái ngộ đó, mà cái ngộ đó ngài giải được cái sanh tử luân hồi nó là gì, để hiểu được lúc đó thì ngài sẽ ngộ, chứng ngộ. Thì các vị La Hán cũng những cái thế của các vị La Hán cũng vậy đó, tới ngài khi mà đã giải quyết được cái câu hỏi, cái đề tài của mình nghi vấn tận từ mấy lâu nay, cho nên rồi mình đã ngộ ra, cho nên cái lúc đó mình đang dìa tay hay mình đang ngứa đầu hay mình gãi gì đó, đại gái mình hỏi, cũng giống như ở bên ngoài quý vị học toán đó, khi mà quý vị hiểu ra cái đề toán rồi thì lúc đó quý vị đang cuốc đất hay đang đi đâu đó hay làm gì lái xe thì có thể giải ra được bài toán, thì lúc đó cái thế của quý vị mà đang giải ra đó, thì cái thế đó là các vị La Hán cũng vậy đó, tức là luôn đặt cái đề vào trong đầu mình để giải quyết, khi giải quyết được rồi thì nó là ngộ. Cũng giống như cái từ này nó rất đơn giản mà quý vị nhiều khi gặp hoài mà không biết, người ta hỏi vậy chứ thánh là gì, không ai giải thích được, không ai định nghĩa được hết đó nha. Cái từ thánh đó là gì? Thánh tức là cái vị mà miễn bài tơ rảnh, tức là tiếng Hoa nó gọi là miễn bài tơ rảnh, tức là cái người hiểu hết tất cả mọi vấn đề, giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, không có gì vướng mắc được nữa, thì nên gọi là thánh. Nó đơn giản vậy đó, mà nhiều khi mình hỏi, người ta hỏi mình nói mình không biết định nghĩa sao, thì đây có vị quý vị phải nên để ý những chỗ này. Thì hôm nay là cái kinh này nó nói về cái điều giác ngộ, nó quan trọng cái chuyện, cho nên tôi muốn nói về cái chữ ngộ ở đây đó, tức là chúng ta phải tu, chúng ta học nó phải có một cái mục đích đó, chúng ta phải làm gì để giải quyết cho nó xong, cho nó hết, cho nó được, thì chúng ta mới có thể giải quyết, nên thì chúng ta đó là ngộ. Thì mà tôi luôn đặt cái vấn đề tại Phật Pháp sẽ đi về đâu, cho nên rồi khi tôi tham, tôi sân, tôi vẫn còn mà. Tôi người tu nhưng mà tôi vẫn còn. Có những lúc trong nghiệp quá khứ mà. Cho nên rồi có những lúc là mình đồng ý là sáng
thì mình cũng công phu, cố gắng công phu trì chú ngồi thiền niệm Phật. Nhưng rồi có những lúc là khi va chạm với việc đời trong đạo, cũng có những Phật tử đến tiếp xúc mà có những công việc bất xúc, thì mình cũng có thể hiện ra những cái điều không hay. Thì đó có chứ không phải không, cái này nó thật chứ không ai nói. Nhưng mà rồi đó, sau đó mình cũng đặt kệ, mình cũng cứ đặt lại ra một câu hỏi, tại sao như vậy? Mình phải đặt liền, mình phải thức tỉnh liền. Cái thức tỉnh đó là giác ngộ, là biết, hiểu, biết là cái điều đó là mình giác ngộ, là mình bỏ được cái tham sân si đó, là mình đằng lần là mình đi đến con đường giác ngộ. Thì tôi cứ trong cuộc sống đó mình phải đặt một, mình phải lấy một cái kim chỉ nam, một cái từ gì đó để mình lấy, giống như Ngài rất đắc ý nhất là những cái câu mà như Ngài Nhất Hạnh thường nói, mỗi bước đi, mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Đó là Ngài ngộ mới nói ra được những câu đó nha. Quý vị nên nhớ rằng như vậy đó. Tu chúng ta phải hiểu những cái câu nó đơn giản như vậy đó. Nhưng mà chính là ngộ, ngộ ra cái điều gì đó Ngài mới nói. Tức là cái tâm thân và tâm, thân khẩu ý nó thanh tịnh, trong đó thì mới nói ra được câu đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Cũng giống như Ngài nói, cũng thường nói đó. Non xưa mây trắng phủ đầy, thầy ngồi thiền định vẫn vững lòng an nhiên. Thì những câu đó là những câu ngộ, giác ngộ. Nên quý vị để ý. Nó giác ngộ mà quý vị không để ý, trong đời sống chúng ta có ngộ, nhưng mà chúng ta ngộ chưa có sâu. Cái ngộ trong đây có nói đến ngộ, cái ngộ về tha lực và cái ngộ tự lực. Bằng cách là chúng ta phải tu, cái chính là phải tu. Tu là mà đừng đỡ thời gian nó, những cái thị phi, những cái việc mà nó không đáng, mình đừng có bao giờ mình để ý nó. Nên rồi từ từ rồi mình cũng sẽ tin tưởng rằng quý vị cũng sẽ ngộ ra được trong cái chân lý của Đức Phật và giáo lý của Đức Phật. Thì đó, nói về cái chữ giác ngộ, cái đại nhân thì trong đầy thầy hòa thượng đã giảng hết rồi. Mình đây tôi muốn nói về cái ý của chữ giác ngộ ở đây cho quý vị nắm được cái có cái khái niệm. Cho nên rồi là rất nhiều trong cái sự ngộ, hỏi tại sao thầy ít có nói chuyện với giao lưu với Phật tử. Nó nói thật là cũng vì cái đó là tôi không biết sao mà tôi thậm chí mà thỉnh giảng hay là đặc biệt đây sẵn là tôi nói luôn ngoài đề một chút, tức là ngày đầu tiên mà tôi giảng ở tại chùa đó, ngày mùng 4 tháng, ngày 15 tháng 4, ngày rằm tháng 4 là rằm lớn của chùa mà Phật tử đến rất là đông, mà tôi chưa từng giảng qua một lần nào ở đạo tràng hết. Mà thầy trục trì mất tôi 15 phút thầy phải lên giảng đề tài gì đó không biết, mà thầy phải nói chuyện với Phật tử cho nó quen, làm tôi rất là run, tôi không biết làm sao hết luôn. Nhưng mà quý vị nhớ như thế này nha, tu mình phải đi thẳng vào vấn đề, mình làm bất cứ việc gì mình cứ ngứa đâu mình gãi vô đó thì được, thì đã ngứa, mình đây cũng vậy. Thì luôn ngay tức khắc tôi nghĩ rằng thì hôm nay là ngày rằm mà nói về ý nghĩa Đức Phật đản sanh, mình lấy chữ đản sanh mình nói thôi thì nó xong thôi, chứ có 15 phút mà nói gì vậy? Giờ không biết gì dẫn chứng làm sao dẫn chứng, giờ có 15 phút mà thầy kêu lên ông phải lên ông giảng, tại ông tôi nói ông biểu thầy lên mà hoài mà thầy không lên, thì rốt cuộc là mình lên giảng đắm ngay cái đề tài đản sanh ra, cái chữ đản sanh ra, ý nghĩa mà đản sanh rồi mình nói thì nó sẽ xong, nó không có cái gì mà sai hết. Cho nên rồi cái ngộ đó cũng vậy, khi mình phải đi thẳng vào vấn đề, mình đi thẳng trực tiếp. Mà cái dưới lệ tôi có một cái tư tưởng là muốn đi vào thực tế, chứ đừng có nói mà lòng vòng mệt lắm. Đó nên là ngày thầy buổi này quý vị không có thời gian nhiều, tức là đi làm rồi này kia cũng bận biểu rất là nhiều. Cho nên tôi muốn nói thẳng, muốn chỉ thẳng với quý vị về cái đề ý nghĩa của cái sự giác ngộ, của cái sự tu tập. Tu là chúng ta đừng có bàn bạc nhiều, chúng ta cái ngã đó, cái ngã nó rất quan trọng. Rồi cứ bảo vệ cái ngã của mình, cái sự nó người ta nói chút là bắt đầu bảo vệ người ta như vậy, tại sao như vậy, vậy được, mệt, nó mệt lắm. Nên tôi ít có giao lưu, ít có nói chuyện với Phật tử hay là
ít có đến với ai nói chuyện giao lưu gì nhiều lắm. Học sinh đi học ra trường xong rồi cũng về rồi thì đọc sách nghiên cứu gì đó rồi niệm Phật trì chú rồi sám hối, chứ không có đỡ thời gian mà nói đi tán ngẫu hay là gì gì. Cho nên rồi tại sao ông thầy được thiện cứ nói tại sao thầy không có giao lưu với Phật tử, là vậy cái mục đích của mình là tại vì mình cứ đặt câu hỏi là Phật pháp sẽ đi về đâu mình chưa giải quyết được. Bây giờ dạy dạy như thế nào rồi tu thì mình cũng biết tu rồi, thì sáng ra sáng sớm mình tụng trì chú ngồi thiền tụng kinh niệm Phật suốt trong 2 tiếng đồng hồ rồi, rồi khi xong là mình đi làm việc, với làm việc với tính cách là mình cũng cứ đặt câu hỏi. Bây giờ dạy Phật tử giờ người này ý kia người nọ rồi làm sao đây, giờ biết dạy làm sao cho nó có một cái hệ thống đỡ cho họ theo. Giờ cứ băn khoăn hoài mà mấy lâu nay chưa có giải quyết được. Cho nên điều này là chưa ngộ, nhưng mà cũng có ngộ một chút chút, tức là thấy cái nó cái việc mà thị phi đó nó không có đáng, mình bỏ qua được nhiều lần rồi mình thấy nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nó rất là tốt cho mình, cho nên rồi thì cứ bỏ qua bỏ qua bỏ qua, thì cái ngộ đó cũng có được chút chút. Rồi cái tham thì cũng có, ví dụ nói về cái tham thì mình cũng nói về bằng cấp thì tại sao không lên các trường đại học phải dạy hay là thế nào nào phải có địa vị, mình thấy mình nó bình thường quá, thấy cái chuyện đó cũng không có giá trị, nó cũng không thấy sao sao đó, mình cũng không chưa có mãn nguyện về vấn đề Phật pháp đi về đâu, cho nên rồi cũng không rồi cứ bỏ qua vậy đó, không có theo đuổi theo cái gì cái chuyện mà địa vị. Rồi cái từ từ giờ lần lần rút riết rồi không có tham gia vào đâu hết. Lần đầu tiên ở đây thầy thượng tọa mới đây nói thôi thầy những ngày bắt thầy phải đến đây để giao lưu để mà truyền đạt cho học viên, lần lần là thầy sẽ dạng dĩ rồi thầy sẽ mở mang tim chứ thầy cứ nói, ở trong phòng riết không được. Nên cũng hôm nay cho nên rất là cảm ơn thượng tọa, rồi cố gắng vậy đó. Dạ, thì vấn đề tu á, ví dụ như đó thì tôi như định hôm nay chia sẻ vấn đề hai cái từ giác ngộ là chính ha. Thế mình làm sao mình mà giác ngộ được? Mình không ngộ ít cũng ngộ nhiều ha. Để giống như ngài Tiêu Hóa, ngài có ra cái điều kiện mà 6 cái điều kiện mà trước khi vào cái hội thông dịch của ngài đó, cái chữ tranh, chữ tham, sân và tự lợi, ích kỷ đó. 6 cái từ đó rất là quan trọng, mình rất là đắc ý. Cho nên quý vị cố gắng được bỏ được từng lần được quý. Ví dụ về cái vấn đề cái tham sân, thì cái sân thì mình có thể nó có thể là nó cũng còn ở đó, nó ầm ĩ trong đó, nó nhiều, nó lâu nhiều kiếp lắm, cho nên chưa bỏ được, nhưng bỏ từ từ, hy vọng là bỏ từ từ. Nhưng quan trọng nhất là mình phải thức tỉnh, tập thức tỉnh. Mà muốn thức tỉnh như vậy thì chúng ta phải tu, mà tu cái đây là phải trì chú. Ví dụ ở đây tôi phát tâm trì mỗi ngày 500 danh hiệu chú, có 5 chú phải bắt buộc mỗi ngày phải trì. Ngồi thiền mỗi ngày phải nửa tiếng, phải ngồi nửa tiếng. Tụng Lăng Nghiêm sáng phải tụng, dầu không bỏ buổi nào. Rồi thì đó niệm Phật thì chú ngồi thiền, mấy cái đó mình phải thực hành. Rồi song song với cái đó thì phải cái những cái bước đi. Ví dụ trong không biết ông Phật tử không có, nhưng mà trong mấy thầy thì có, từ cái rửa mặt, từ cái xuống giường cho đến cái rửa mặt, cái xúc miệng, rửa tay phải thực hiện luôn, thì lần lần mình có mới có thể diệt trừ được cái phiền não và cái tham sân si. Lần thì cái đó nó mới có được cái âm đức, thì chúng ta mới tu mà mới giác ngộ được, chứ không phải đơn giản. Tôi nghĩ không rất cũng phải đơn giản trong cuộc sống này mà diệt trừ được cái tham sân si và cái mạng nghi ác kiến. Cho nên là chúng ta hết sức cố gắng. Thì tôi chỉ có một cái đầu của tôi chỉ có nghĩ là Phật pháp sẽ đi về đâu, chỉ có một câu đó thôi, mà tôi phải cố gắng thì hành thì vừa bước xuống giường cũng phải trì chú. Rồi ở đây không phải là khoe ha, mà là mình muốn chia sẻ đúng đề tu nó phải như vậy đó, phải tận dụng thời gian, hết sức tận dụng thời gian, tất cả những cái thời khóa, rồi cái thời gian không gian của mình, khi làm việc, khi nói, khi làm việc,
khi làm việc mà thậm chí những mình lặt, tôi là ở nhà bếp phụ Phật tổ, quý vị cũng biết, thì khi mình lặt cái rau á, thậm chí khi lặt cái rau mình lặt cái từng cái mình cũng phải niệm Phật, mình phải quăng qua cái niệm Phật, mình phải niệm cái niệm Phật đó, mình phải thực hiện những cái bước đi như vậy đó, chứ không phải đơn giản mà chúng ta bỏ được cái tham sân si hay là cái tu hành của mình nó ngộ đâu. Mới ngộ được thì mình phải làm, thì mình phải bước những cái bước đi đó, thì nó mới có cái phước, từ từ nó mới chiêu cảm được cái nghiệp của mình, chứ không thôi là rất là khó. Đúng không? Phải đúng không? Đúng vậy quý vị. Dạ, tức là quý vị phải tu từng đỡ thời gian nó đóng, cố gắng những cái bước đi rồi những, không biết tôi cũng chưa hỏi quý vị những bậc tiền bối tại sao mà Phật tử không có hành thì được cái oai nghi. Chứ trong cái 24 oai nghi trong cái người, trong cái xuống dưới xuất gia đó thì có, mà quý Phật tử thì chưa thấy có đề này. Tức là khi ngủ dậy thì thức dậy rồi ha, thì bước xuống giường rồi có trì chú, rồi khi bắt đầu cất chân bước đi cũng có trì chú, rồi khi xúc miệng thì có trì chú, khi rửa tay có trì chú, khi đi vệ sinh có trì chú. Cho nên thực hiện trong 24 oai nghi đó hàng ngày đó thì phải thực hiện, vì mình nhớ và trì đó. Hồi xưa tôi thực tình mà nói là sau này mới biết tại sao Đức Phật lại có 24 oai nghi đó để làm gì. Nhưng mà thực ra cái đó mới là làm cho mình là chánh niệm, đưa vào cái chánh niệm, rồi mình cái tại những cái chú đó là cầu chúng sanh nó giải thoát mà. Ví dụ cái chú mà rửa tay thì cũng cầu cho chúng sanh nó giải thoát mà. Cho nên từ chỗ đó mà có những cái đức, cái từ bi, cái lòng từ đối với chúng sanh. Cho nên lần lần là mình có thể là mình hiểu ra được là cái ý của Đức Phật muốn nói tại sao. Thì hôm nay cái thời cái buổi giảng không biết là từ hình như 8 giờ kém 10, kém 5 hay là sao. Dạ, dạ. Thì đại khái hôm nay họ chưa đi chuyên sâu, chưa sâu vào trong cái kinh điển lắm, cho nên thì nói chia sẻ đỡ thời gian chia sẻ chứ. Cái chủ yếu tại vì tôi thấy quan sát ở đây quý vị đa số là đi làm với lại lớn tuổi chứ không phải học. Cái tính cách là đỡ truyền dạy là giống như tôi ngày xưa khi mà học thạc sĩ là mỗi tháng phải lên tập soạn bài để lên giảng làm giáo sư mà, vì giáo dục học quốc tế mà, cho nên là lên phải mỗi tháng phải tập thuyết giảng thì nó khác, cho nên là phải soạn bài theo cái thứ tự, theo cái phần ABC, cái phần PPT thì để sau này để có cái tài liệu để giảng lại thì khác. Còn quý vị đây tôi nghĩ là quý vị chỉ đến nghe để tu học hay là để đi làm áp dụng trong các việc làm, thì cái này thì cái điều này tôi không có rành lắm, cho nên rồi quý vị có thể là cho ý kiến để chúng ta chia sẻ để mà mở rộng thêm vấn đề này. Tại vì vậy thì soạn nó theo cái thứ tự trong lịch sử trường thiệu thừa rồi đại khái kinh ai dịch này kia đó, thì nó cảm thấy nó mất thời gian mà nó không có lợi ích gì cho quý vị lắm, đúng không? Cho nên là muốn đi thẳng luôn à, không có đi vòng lòng vòng, thì quý vị cũng thông cảm ha. Thì có ý kiến gì cho xin ý kiến. Sao cô nói sao nghe chỗ đến cuối cùng nghe không ạ? Dạ mình niệm Phật thì cứ nó có hai cái, một là quán tưởng tượng Phật, hai là mình quán theo cái chữ á, ba nữa là mình niệm
với cái trong cái tứ thập nhị chương gọi là niệm vô niệm niệm, tức là mình niệm mà mình không biết mình niệm, cái lúc đó thì cái đó là cao rồi. Còn mình niệm mà mình còn phải dựa theo cái tưởng hay là cái chữ đó, thì nó lại cái này thấp, nó lại khác. Còn khi mà mình niệm mà mình nó niệm, quý vị để ý coi, khi mà niệm mà mình niệm nhiều, mình niệm mà nó thâm nhập rồi thì mình không biết mình niệm, nhưng mà thực ra nó niệm trong đó, trong cái tâm thức mình nó niệm. Cái đó trong tứ tập nhị chuyên gọi là niệm vô niệm niệm, thì cái đó là tốt thôi. Mình niệm quán chữ Nam như thế nào, Mô như thế nào, A Di Đà Phật, nếu quán theo chữ, không mình quán tưởng, mình nghĩ tưởng thôi cũng được. Quán tưởng niệm nhưng mà mình nghĩ đến tượng Phật á. Không không, cái chỗ này nó là khác nha. Tức là trong nhà Phật nó gọi là chánh niệm. Nếu mình làm việc gì, mình nhớ việc đó, mình nghĩ việc đó thì nó là chánh niệm, thì cái đó là tốt thôi, không sao, mình không niệm Phật. Nhưng mà mình làm những cái việc đó nó theo cái tâm của mình, nó có trong hiện tại, trong cái thực tại đó. Mình làm, mình biết mình đang làm thì mình không niệm Phật, nhưng mà mình làm cái việc đó, mình biết mình đang làm, mình không nghĩ lung tung, mình không có nghĩ bậy, thì cái đó là, cũng là tốt chứ không sao. Chứ không phải là cô, nếu là đang làm công việc này mà đi niệm Phật, nó có những câu chuyện đó. Khi mà niệm Phật, nghĩ đến Phật đó rồi đi đụng tai nạn đó, hồi nào cũng hay đó, cái gì có. Nhưng mình lái xe thì mình biết mình lái xe, mình tập trung mình lái xe, không có chuyện đó không sao đó. Còn lúc nào mình rảnh, lúc nào mình niệm được thì mình cứ niệm, còn việc mình làm cái việc khác mình cứ làm. Mình quan trọng nhất là cái tâm mình giữ cho cái tâm nó thanh tịnh, cái tâm nó chánh niệm, cái tâm của mình nó chánh niệm á, tức là mình làm mà mình biết mình đang làm cái việc đó, mình không có nghĩ bậy, thì cái đó là yes. Yeah, mô Phật. Thì hôm nay xin đến đây tạm nghỉ, thì đến giờ xin quý vị hồi hướng, đến giờ hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn phiền não, tận thế nguyện đoạn pháp môn vô thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành